từng làm chao đảo cả thế giới với những Gentobusen và Kingdom. Nay thể loại kinh dị, hay cụ thể hơn là zombie, tại xứ sở kim chi lại tiếp tục gây sốt và khiến nhiều người phấn khích, tò mò và hồi hộp để mong ngóng từng tập phim được ra mắt. Bộ phim mình đang nói đến nãy giờ chính là Happiness hay Hạnh Phúc, Chung Cư Khó Đọc. Vậy để cùng tìm hiểu xem phim có gì hay và hấp dẫn. Ngay bây giờ sẽ là review về Happiness. 빨리 붙여라! 사람들도 다시 돌아갈 수 있을 거야. 중 cư có độc là câu chuyện xoay quanh cặp đôi Jung Ji Hoon và Yoon Se Won. Cả hai đều là bạn thân với nhau từ bé và lớn lên thì đều hành nghề có liên quan đến cảnh sát. Một người thuộc đội đặc nhiệm, còn người còn lại thì bên nhóm điều tra phá án. Thân thiết đã lâu, cộng thêm việc chẳng có mấy mối quan hệ khác giới nào bên ngoài. Hoon và Bom quyết định tiến đến hôn nhân với một mục đích chung duy nhất là được nhà nước cấp cho một căn chung cư mới được xây dựng. Tương lai tươi sáng rộng mở, mối quan hệ từ bạn thành yêu cũng đang dần phát triển, nhưng hạnh phúc và bình yên chưa được bao lâu thì xung quanh đã xảy ra biến cố. Dịch Covid vừa được đẩy lùi thì nay dịch bệnh có liên quan đến bệnh dại lại bùng phát. Căn bệnh mới này khiến cho bệnh nhân khi mắc phải sẽ liên tục bị khát nước, rồi dần dần sẽ trở nên điên loạn và cắn xé người khác. Bởi vì nước bình thường không thể nào ngăn đi cơn khát nước của căn bệnh này, mà chỉ có máu người mới có thể thay thế điều đó. Và thế là từ một cuộc sống bình thường, nay cặp đôi cảnh sát của ta lại phải tác nghiệp cùng với nhau để bảo vệ mái ấm mới của mình. Độc lạ và gần gũi, đó là những gì đầu tiên mình nhận xét về bộ phim này. Nghe hơi mâu thuẫn phải không nào? Sao mà thể loại sát sống lại có thể gần gũi với khán giả đại chúng được chứ? Tuy nhiên, nếu như đã xem phim rồi, bạn sẽ dễ dàng nhận ra giống như mình, đó là Happiness là một bộ phim hiếm hoi dựa trên một chủ đề giả tưởng nhưng lại cực kỳ quen thuộc với chúng ta. Bởi yếu tố con người và tâm lý của nạn nhân khi lâm vào cảnh hiểm nghèo mới chính là điều cốt lõi mà các nhà làm phim của Chung Cư Khó Đọc nhắm vào khai thác. Không dưới hai lần khi theo dõi phim, bạn sẽ dễ dàng nghe được các nhân vật thường xuyên nhắc lại về Corona. Đúng vậy, những điều như là cách ly, phong tỏa, trốn khỏi bệnh viện hay thậm chí là che giấu F0, tất cả những đoạn đối thoại đó đều được các nhà làm phim dàn xếp khéo léo vào trong các cuộc tranh luận để rồi thông qua đại dịch zombie để truyền tải sâu sắc hơn cách mà chúng ta thường xuyên thờ ơ với sự nguy hiểm của đại dịch và cách mà con người hay tránh né nó. Chưa dừng lại ở đó, sự kỳ thị dành cho những người nhiễm bệnh và cách đối nhân xử thế với nhau cũng là điều mà mình rất tâm đắc khi các nhà làm phim tập trung vào. Ngay khi nhận được thông báo phong tỏa, người người xúm lại và đổ xô ra siêu thị gom đồ chắc hẳn không phải là một tình huống quá xa lạ với chúng ta rồi. Để rồi, khi thiếu thốn lương thực thực phẩm, tăng giá để trục lợi cho bản thân mình cũng là chi tiết khó xuất hiện trong Happiness để lên án những con người bất chính ngoài xã hội. Tạm gác lại sự tinh tế của các nhà làm phim khi lồng ghép yếu tố về Covid-19 vào trong phim, ta quay trở lại với chủ đề chính của bộ phim thôi nào. Đại dịch sát sống trong phim cũng nhờ vào sự tương đồng với hoàn cảnh của thế giới hiện tại mà cũng được hưởng lợi riêng cho mình. Nó tạo ra được cảm giác hồi hộp và bất an dành cho chúng ta mỗi khi theo dõi từng thước phim hay là đứng ngồi không yên khi một tập phim khép lại. Ngoài ra thì cái hay của dịch bệnh lần này mà Happiness tạo ra đó chính là các bệnh nhân mắc phải. Họ không phải biến hình sát sống 24/24 giờ mà từng bệnh nhân đều có từng khoảng thời gian biến đổi khác nhau. Từ đó mà phim cũng xây dựng được thêm yếu tố tò mò và hấp dẫn. Đồng thời, nó cũng kích thích sự hồi hộp trong người xem và ta luôn luôn phải coi phim với tâm trạng sợ hãi vì không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với các người dân xung quanh. Điều tiếp theo mà phim làm tốt đó chính là dàn nhân vật. Lòng dạ của con người đều được khắc họa rõ nét nhờ màn hóa thân cực kỳ tròn vai từ chính cho đến phụ của trong phim. Bên cạnh việc kỳ thị khi mang bệnh dịch về khu chung cư sang trọng ra, việc phân lớp và phân biệt đối xử giữa các tầng lớp giàu nghèo cũng là một hướng đi khác nữa mà phim khai thác. Từ tầng 6 đổ xuống chính là những tầng dành cho những người thuê nhà hay là được đãi ngộ từ nhà nước. Chính vì thế mà họ hiển nhiên bị coi thường bởi các tầng phía trên. Không chỉ bị đối xử như những con người thấp kém mà thôi, những người ở tầng thấp còn bị xem thường về ý kiến hay sự đóng góp của mình. Như là nếu người ở dưới nói rằng thấy người khác bị biến thành xác sống thì cũng coi như là lời nói thoáng qua khi đến với tai người ở trên. Ấy thế mà nhờ có sự phân cấp như thế này, cặp đôi chính của ta lại có đất dụng võ và khiến nhiều người xem vô cùng phấn khích khi theo dõi. Ngoài việc cả Park Hyun-sik và Han Hyo-jo trong vai cặp đôi chính đều là những diễn viên thực lực và có tuổi nghề tương đối ấn tượng ra, nhân vật của cả hai được xây dựng vô cùng tốt và tạo ra được rất nhiều cảm tình dành cho người xem. Dù những tương tác tình cảm của hai vẫn còn rất hạn chế do bối cảnh của phim không tạo đủ điều kiện cho mối quan hệ của cả hai có thể phát triển. Dẫu thế, thì chemistry của hai diễn viên lại hiện lên cực kỳ tự nhiên và ngọt ngào,
bất chấp sự tương tác có phần gượng ép của hai nhân vật trong một không gian đầy hiểm nguy mà các nhà làm phim cố tình xây dựng. Chưa hết, đây cũng là hai nhân vật chính cực kỳ độc đáo trong dòng phim kinh dị. Không có những suy nghĩ ngu ngốc hay hành động lố bịch, Se-bom và Ji-hoon là hai hình tượng cảnh sát gánh tim cực mạnh trong bộ phim lần này. Hành động dứt khoát, giải quyết tình huống thông minh và giúp giải mã cái nút thắt mà phim gài gắm một cách đầy thuyết phục. Tuy nhiên thì yếu tố gây ức chế vẫn luôn là yếu tố bất hủ trong các phim kinh dị rồi phải không nào? Và Chung cư khó đọc cũng không ngoại lệ. Nếu hai nhân vật chính đã thông minh và sáng suốt rồi thì những con người còn lại trong chung cư lại trái ngược hoàn toàn. Những người được coi là học cao hiểu rộng và có tài chính vững mạnh đó lại có cách cư xử và hành vi thực sự là trời ơi đất hỡi và gây ức chế cực mạnh qua từng tập phim. Dẫu biết đây là ý đồ của các nhà làm phim, nhưng với mình, một người nói không với drama thì lại không thích cách cư xử của họ cho lắm. Bởi vì mình không tin được rằng sao con người lại có thể ngu ngốc và hành xử lố bịch đến như vậy được. Nhưng nói gì thì nói, đây cũng là phim thôi, nên các bạn hãy giữ tâm trạng vừa phải khi đón nhận nó. Chỉ nên ghét các nhân vật, chứ đừng ghét diễn viên đã thể hiện vai diễn đó nha. Vì họ đều là những con người tài năng nên mới có thể khiến một vai diễn trở nên đáng ghét đến như vậy. Tóm lại, Hạnh phúc, Chung cư khó đọc quả là một phim thú vị và thích hợp để theo dõi trong tình cảnh mà dịch bệnh vẫn còn đang hoành hành ở nhiều nơi như thế này. Diễn xuất và tương tác khỏi phải chê từ cặp đôi chính. Tình tiết tính đến tập 8 của bộ phim vẫn là vô cùng hợp lý và tạo ra nhiều dấu hỏi đáng để tâm đến hồi kết. Và trên hết là cách mà dịch bệnh bắt đầu và lan truyền khắp nơi cũng tạo ra độ gấp rút và căng thẳng phù hợp. Còn các bạn thì sao? Mọi người đã xem Happy Minute hay chưa? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên subscribe cho kênh, cùng nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tang Hon. 제일 중요한 건 치료제. 세금이 건드렸으면.